Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành APK. Rồi, thời điểm hiện tại được xem là thời điểm vàng để chúng ta tạo ạc lại chơi trên server mới. Hoặc là một số bạn đã nghỉ ạc từ lâu và chúng ta muốn không bắt và chơi lại ạc mới. Hoặc là các bạn newbie mới chơi, mới bắt đầu chơi game các bạn. Thì tại sao thời điểm hiện tại được xem là thời điểm vàng để chúng ta làm lại những điều ở trên? Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn thông qua video này nha. Cái đầu tiên mà mình muốn nhắc tới đó là hiện tại chúng ta đang có ra mắt tướng mới, đó là cái con Ivan. Và tất nhiên trong những map đầu thì nó sẽ chưa mở khó nha các bạn. Trong những map đầu thì nó sẽ chưa mở khó và các bạn yêu cầu các bạn phải cày một xíu thì nó bắt đầu mở khó. Cái chế độ đó là chế độ thử nghiệm tướng trong vòng 3 ngày. Và với cái con Ivan thử nghiệm trong vòng 3 ngày các bạn thì các bạn đừng nên lấy từ khi sớm quá. Nói chung là chúng ta sẽ không lấy quá sớm nha. Khi nào mà ạc của các bạn nhắm xâm được một con ạc khá là ngon, đặc biệt là khi mà các bạn có những cái con carry cực mạnh có khả năng gánh đội như là Diamond hoặc là cái con Scarlet, thì lúc đó chúng ta sẽ rinh Ivan về để cho nó kéo map chúng ta rồi sau. Và với cái việc là chúng ta được kéo map thì chúng ta lại dùng cái tài nguyên để chúng ta xâm tướng, nâng bậc tướng. Tại vì tướng mượn 3 ngày nó sẽ tính trung bình tướng của các bạn, nên các bạn cố gắng nâng bậc của tướng cao nhất để cho cái bậc cùng với cấp độ của con Ivan được cao nhất, giúp các bạn kéo map nhanh hơn. Và cái combo kéo map xịn sò nhất hiện tại đó là chúng ta sẽ kẹp Ivan cùng với một vài con chung với Diamond và Ska. Cơ bản thì cái combo nó bao gồm những cái con tướng như sau các bạn. Đó là Diamond, Ivan, Horan với lại Sư Thường. Ngoài ra cái con thứ 5 á, thì mình sẽ giới thiệu một lát nữa mình sẽ giới thiệu luôn. Nó cũng liên quan tới một sự kiện mà hiện tại đang diễn ra và đang được cho free một con. Vậy thì cái con tướng thứ 5 các bạn đó là cái con nào? Đó là cái con Aegis Awakening. Có nhiều bạn sẽ chưa biết những cái tên mà mình đã đặt ra ở trên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn nha. Diamond là vị tướng mình đang dùng, thì các bạn nhìn thì các bạn có thể thấy rồi ha. Diamond là vị tướng mình đang dùng, thì ok các bạn đã thể xác định được con này là con hiện tại trong giai đoạn newbie chơi ngon nhất, Diamond. Cái con thứ hai mà các bạn nên có đó là cái con Sư Thường, là vị tướng này các bạn. Con thứ ba mà chúng ta hướng tới đó là con Thoran, nhà vua băng hà. Hai cái con tướng mình vừa kể tên đó là một trong những con tướng có khả năng tăng cơ ngon nhất trong giai đoạn đầu game, giai đoạn newbie nha. Rồi, con tướng thứ tư của chúng ta là tướng mới hệ sát mà các bạn có thể nhận được free 3 ngày, Ivan, thợ rèn xương. Còn con tướng thứ năm liên quan tới một sự kiện sẽ được cho free khi mà các bạn được mở khó, đó là support Aegis Awakening. Với combo 5 con này thì các bạn sẽ được leo map khá là ngon. Thì 2 trên 5 đã được cho free rồi các bạn. Một con thì free được 3 ngày và các bạn có thể hoàn toàn bỏ vào wishlist để xâm. Con thứ hai, chú tể ác mộng, chỉ cần một mảnh copy duy nhất là các bạn có thể leo map được. Thì hiện tại đang có sự kiện đó là ám ảnh kinh hoàng, có thể cho chúng ta free các bạn. Việc đạt được 70 điểm sự kiện để nhận được cái con Aegis Awakening này là vô cùng dễ nha. Vô cùng dễ, do đó khả năng sở hữu được cái con Aegis là rất là cao. Rồi, lý do thứ ba tiếp theo là mình muốn giới thiệu với các bạn. Lý do thứ nhất là hiện tại đang free Ivan. Ivan là con support rất là mạnh, kết hợp tốt với Diamond với là Ska. Thứ hai là chúng ta đang free một con Aegis Awakening, một trong những con tướng support mà có hỗ trợ cánh tem leo map rất tốt, đặc biệt là khi kẹp với con Diamond nha. Rồi, lý do thứ ba là bộ code hiện tại, nếu mà đánh giá nó là bộ code ngon nhất thì mình đánh giá cái bộ code hiện tại không phải là bộ code ngon nhất các bạn. Nhưng mà về cái bộ code hiện tại nó không phải là ngon nhất nhưng mà cũng tạm ổn nha. Với cái bộ code hiện tại thì nó không phải là cái gọi là cái giới hạn thấp nhất của bộ code của những lần mình có. Những lần trước á, có những bộ code thì chúng ta chỉ có là đâu đó tầm khoảng có 30 lượt xâm các bạn và khoảng một lần xâm miền kim cương, rất là thảm. Nhưng với bộ code hiện tại cũng khá là, cũng tương đối ngon. Ngon nhất thì chưa phải là ngon nhưng mà nó còn tương đối ngon rồi các bạn. Kèm với việc là game ra mắt càng nhiều tướng ở Awakening thì chúng ta có càng nhiều cái banner để chúng ta nhận, và mỗi banner chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu các bạn? 100 kim cương. Do đó thì nó cũng gia tăng thêm khá cái lượng kim cương mà chúng ta nhận được vào đầu game. Và nếu các bạn tưởng tượng tới một cái giai đoạn nào đó các bạn, tới một cái giai đoạn nào đó thì màn hình flash này nè, nó lên tới cả trăm hay cả ngàn cái. Cả trăm hay cả ngàn cái hơi nhiều. 50-60 cái thì các bạn, thì lượng kim cương chúng ta nhận được đầu game free là rất là nhiều. Tuy nhiên hơi mỗi tay một xíu, yêu cầu có cái nút bấm nhận tất cả bên dưới nha. Đó. Kết hợp với tất cả các điều trên thì hiện tại đang là giai đoạn rất tốt để chúng ta trải nghiệm trong giai đoạn newbie nha các bạn.
Đặc biệt là dành cho một số bạn mà kiểu như là các bạn có ạc bên server cũ, nhưng mà các bạn bỏ lâu quá rồi các bạn mới không bắt lại chơi. Thì lời khuyên chân thành của mình đối với một số ạc bên server cũ các bạn không bắt lại game á, mà nó cho các bạn những cái con tướng mượn free á, bao nhiêu ngày đó các bạn, thì tốt nhất thì các bạn nên bỏ. Tại vì nếu mà tính ra mặt bằng chung so với toàn server của bạn, các bạn đang rất là thoạt. Thoạt ở đây thì không chỉ là thoạt trong cái đấu trường, thoạt trong cấp độ map đâu bạn. Cái thoạt quan trọng nhất đó là thoạt ở trong mấy cái chế độ sau đây nè. Mà những cái chế độ sau thì hiện tại thì nó cho cái lượng tài nguyên rất là nhiều theo hàng tuần. Đó là vương quốc bị nghiền rủa CR, hành lang ác mộng và cướp đoạt kho báu. Những cái chế độ mà mình nói nó sẽ cho tài nguyên rất là nhiều. Tài nguyên để xâm tướng có, tài nguyên để nâng cấp tướng có các bạn. Một trong những tài nguyên hot hit nhất hiện tại đó là tài nguyên bet nè, tài nguyên ấn nè các bạn. Đó, tất cả những cái đó thì các bạn sẽ rất là bị thọt. Và nếu bị thọt những cái đó thì nó ảnh hưởng tới cái quá trình chơi của chúng ta sau này lắm. Do đó thì nếu mà bạn nào có những ạc mà lâu quá rồi không chơi, các bạn không bắt lại thì tốt nhất các bạn, thời điểm hiện tại đang là thời điểm rất tốt để các bạn không bắt lại game. Và tốt nhất thì các bạn cứ tạo ạc bên server mới và các bạn chơi nha. Kết hợp với tất cả những điều trên, chúng ta vừa có Ivan, chúng ta vừa có Exit Awakening, bộ code cũng khá là tương đối. Thì đối với một ạc, nếu các bạn sim hên đầu game các bạn ra Diamond và các bạn chỉ cần ra nhiều copy khác để các bạn nâng bậc lên tướng, rồi các bạn mượn của Ivan về, mượn Ivan về Diamond kẹp Ivan là các bạn có thể vượt được tới tầm khoảng chỉ cần vài mươi ngày là các bạn có thể đạt được cấp map 30 rồi các bạn. Với việc có Ivan thì vài chục ngày là các bạn đạt được map 30 là vô cùng dễ nha. Chưa bao giờ mà leo map dễ như hiện tại, đặc biệt là không cần sim ra Ivan các bạn có thể leo được cái việc tới map 30. Do đó thì thời điểm hiện tại các bạn nên tranh thủ, nếu mà bạn nào đang có ý định không bắt game hoặc là người chơi mới thì chúng ta nên không tranh thủ bắt đầu chơi từ thời điểm này nha. Ok, cái sự kiện mà cho một cái con tướng mượn free các bạn, một con tướng mượn free, theo mình nhớ không nhầm thường như là qua map 7, map 8 gì đó các bạn. Map 7, map 8 hình như là vậy, hay là map 6, để mình cày lên rồi mình cho các bạn thông tin chính xác. Chúng ta có một cái map nè, để mình mở cái map lên xem thử nó có bao nhiêu nha. Mà thôi các bạn, mình nhớ không nhầm thì nó cho khá là sớm, chứ trong vòng vài map đầu thì nó cho các bạn thử nghiệm tướng free rồi. Thì chỉ cần vượt qua cái giai đoạn đầu tiên, nếu mà chúng ta xui quá không xâm ra được con Diamond hoặc Scarlet hoặc là những con mà có năng carry, thì các bạn có thể dùng tạm cái con Wukong, tăng max cấp con Wukong lên 100 để vượt trong cái giai đoạn đầu. Sau đó các bạn có thể chuyển sang cho vào serum để giảm cấp xuống và chuyển sang một con carry khác như là Diamond hoặc Scarlet, Elrin nhiều cũng đều được các bạn. Kết hợp chung với con Ivan thì nhiều con có thể trở thành carry. Ok, trên đây là thông tin mình muốn gửi tới cho các bạn nha. Chúng ta đang có thời điểm vàng để reroll lại ạc newbie bên server mới. Bạn nào đang có ý định thì tranh thủ nha các bạn. Bỏ qua cơ hội này thì khi mà chúng ta chơi lại server mới thì nó sẽ không có còn tốt như hiện tại nữa. Kết hợp được nhiều yếu tố khá là ngon. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.